Mini tâm sự về chuyện tình cảm, buồn vì ba mẹ không chấp nhận. Út Mini tên thật là Nguyễn Thị Thảo Vân, sinh năm 95, quê ở Kiên Giang, được nhiều người biết đến sau khi xuất hiện trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Út Mini ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả. Mặc dù có ngoại hình khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa, gặp phải không ít lời chế giễu từ những người xung quanh, nhưng cô nàng đã vượt lên số phận. Hiện tại Út Mini sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Đồng thời cô nàng cũng phát triển công việc kinh doanh, có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ mọi người xung quanh. Mới đây, Út Mini đã chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn vô cùng ngọt ngào và gây bão mạng xã hội. Được biết, bạn trai của Út Mini thuộc cộng đồng LGBT nên chuyện tình cảm cả hai càng khiến không ít người hoài nghi. Lý giải về điều này, cô nàng đã làm một video tâm sự cùng bạn trai trên trang YouTube cá nhân. Cả hai đã có những trải lòng về lý do tại sao đến với nhau, cũng như mong muốn được người nhà và khán giả ủng hộ. Út Mini tâm sự: từ trước đến nay cô chưa từng có suy nghĩ sẽ kết hôn hay sinh con, bản thân chỉ mong muốn tự lập nuôi sống bản thân mình được, không trở thành gánh nặng của bố mẹ đã tốt lắm rồi. Chính vì thế khi gặp nhiều người đàn ông trước đây, Út Mini cũng chưa từng có cảm xúc gì. Tuy nhiên đến khi gặp anh Khánh, bạn trai của Út Mini hiện tại, thì suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thay đổi. Em từ lúc nhỏ đến bây giờ chưa có bao giờ suy nghĩ lấy chồng và sinh con. Em chỉ mong muốn bản thân có thể tự lập, nuôi được bản thân mình, không để bố mẹ phải buồn, phải lo cho mình. Bản thân em cũng không muốn lấy chồng và sinh con. Trong đầu em tư tưởng là vậy rồi. Chính vì thế khi mà gặp con trai thì em cũng không có suy nghĩ là lấy chồng. Từ trước đến nay, mọi công việc cá nhân hoặc là Út phải làm một mình, hoặc là phải thuê người phụ giúp. Tuy nhiên cô chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành, quan tâm yêu thương từ những người đó. Cho tới khi gặp anh Khánh, tuy là anh không có giàu, nhưng anh làm cho em vui. Anh mang đến tiếng cười cho em. Em cảm giác được an toàn, được quan tâm lo lắng. Chính vì thế em cũng nghĩ đã đến lúc mình cần có một người để bầu bạn. Anh nhiệt tình vui vẻ với tất cả mọi người. Đi với anh em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Từ đó mà em mến anh. Hiện tại cả hai đang cùng nhà. Chính anh Khánh cũng là người hỗ trợ Út Mini quay dựng clip. Anh chàng không ngại chăm sóc cho bạn gái từng ly từng tí. Từ nấu ăn cho đến làm việc nhà, anh Khánh cũng cho hay để có được sự công nhận của người nhà và mọi người xung quanh về giới tính của mình, chàng trai đã phải trải qua nhiều khó khăn. Anh cũng từng có nhiều năm đi lao động nước ngoài, đến hiện tại đã có thể xây được nhà, mua được xe báo hiếu bố mẹ. Chính vì thế nhiều người cho rằng anh đến với Út Mini chỉ lợi dụng cô là hoàn toàn không đúng. Đây cũng là ngày cuối cùng cả hai ở bên nhau trước khi chia tay để Út Mini về Kiên Giang ăn Tết cùng gia đình. Anh Khánh cho hay sở dĩ anh không về quê của Út được vì hiện tại mối quan hệ của cả hai vẫn chưa được gia đình của Út Mini chấp nhận. Lý do đầu tiên là Út theo đạo Thiên Chúa, còn anh Khánh theo đạo Phật nên có sự khác biệt. Và điều quan trọng hơn là Khánh thuộc cộng đồng LGBT, bố mẹ của Út cho rằng ông bà có thể lo cho con cái. Dù cô không làm gì nên không cần phải lấy chồng hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tuy nhiên anh chàng cho hay sẽ cố gắng chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của cặp đôi là đúng đắn. Em là một mảnh ghép hợp với anh. Anh cũng cần đến em và em cũng cần đến anh. Con hứa nếu như có một con đường cho hai đứa đến với nhau thì con sẽ cố gắng hết sức lực của mình để đem đến hạnh phúc cho Út đến già. Con có thứ gì thì Út có thứ đó, cho dù đi đến bất cứ nơi đâu, dù giàu hay nghèo chỉ cần có nhau hạnh phúc là được. Trước đó Út Mini cũng khiến cho mọi người chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Anh chàng không ngại bày tỏ những lời yêu thương chân thành với bạn gái. Anh muốn quỳ gối trước nàng công chúa làm vợ anh nhé. Muốn thực hiện câu chuyện tình yêu cũ tích có thật trên đời này, mãi yêu em. Chứng kiến khoảnh khắc này, Út Mini tỏ ra khá bất ngờ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn. Cuối cùng trải qua bao thăng trầm, cô cũng tìm được một chàng trai chân thành, không màng đến ngoại hình của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.